Thì hôm nay mình thấy nghe nó cũng xiển miệng rồi, cũng thua, thì bắt đầu nói tiếp. Chứ đâu phải nói liên tục như kiểu mà tin tức hàng ngày đâu quý vị. Chị chỉ khuyên á là những người nào chưa hiểu về tâm linh, chưa hiểu về cha mẹ đó, thì làm ơn nghiên cứu cái đó là chính trong cuộc đời của mình, và đó là điểm chính trong lúc này để mình được ngồi lên thiền mát nhã. Tức nghĩa là bây giờ tất cả thế giới đang lặng hụp 7-8 tỷ người, thì chiếc thiền mát nhã là cha với mẹ, là cái dấu hiệu này. Chứ không phải mà trong sấm cơ, trong kinh nói thiền bát nhã là có chiếc thiền tổ bố như kiểu ông Noah nghe, không phải nghe. Thiền bát nhã là cái này, là cái dấu này, là chiếc thiền bát nhã. Quay về hướng đông bắc, mình lại mình xin cha xin mẹ, tự mình đặt tên. Tôi là thiên gì ta, tôi là thiên bát trọng, hay là tôi thiên bát chính hay bát gì đó, cứ đặt thiên lên thì là được ghi tên rồi á. Bao nhiêu chuyện xui xẻo cũng sẽ qua đi từ ngày đó. Đó là mấy vị trên nói như vậy, cho nên mới cho một cái đạo thiên tâm ra đời. Đạo thiên tâm ra đời từ năm 1979 chứ không phải là mới đây nha, rất là lâu rồi. Thời đó đó Trung Cộng á tấn công vô miền Bắc nước Việt, tấn công vô miền Bắc nước Việt, thì trên trời á mấy chư vị á mấy thương này, mới thương thì mới cho tất cả, mới mách báo cho tất cả những người mà tù thời đó đó mang mang cái dấu hiệu, mang cái dấu mà mang cái hiệu thiên tâm này bằng cây hay là bằng mũ gì cũng được. Cho đến năm 2017 á mới chính thức ra đời, thì nó đã có năm 79, thì lúc đó Kiều khoảng mười mấy tuổi, Kiều cũng đâu biết gì đâu, chứ không phải là mới đây nha. Bông sen cũng đẹp lắm. Nhiều người nói sao chú Kiệt không khấn Việt Nam hết, sao cha mẹ trên không khấn, đã nói nghiệp mà. Nghiệp thì mỗi quốc gia nó có cái nghiệp của nó, rồi đến mỗi cá nhân của mình cũng có nghiệp của mình, rồi cộng nghiệp, nghiệp tích lũy, nghiệp cận tử nghiệp, nó có nhiều loại nghiệp lắm. Ok, thì 4 tuần nay thì không có lên mạng, việc lưu bu cho nhiều người viếng thăm. Thì sau đó việc thấy 30 tháng 4 lúc nhạy cảm lên thì không lên, mình mối hàng mình cũng không ăn mừng, cũng chẳng ăn buồn, cũng chẳng ăn hận luôn, thì hên biến cho chắc ăn. Nhưng mà đúng ra nghe mình nói cái này cái đề nghị thôi, đúng ra cả hai bên không ăn gì hết, chỉ là cho một ngày tưởng niệm đất nước thay đổi được rồi, đừng có ăn mừng, đừng có ăn buồn gì đó, đó là tốt nhất để cho nó có sự chung dung. Còn đất nước mà cứ gồm với nhau hoài, quốc nội hải ngoại, miền Bắc miền Nam, ruột thừa ruột non, cộng sản quốc gia, nếu mà cái đó hoài á, 100 triệu dân ở bển sẽ đói á, thê thảm. Mình phải có sự đoàn kết, thì và có cái lòng làm cái gì á chứng minh á, là để cho những nhân tài hải ngoại, những chim hiền hải ngoại có lòng tin để mang những cái chất xám, cái IP về, và đồng thời á vốn liếng đem về, thì những người bạn có 6 triệu người mà người ngoài hải ngoại á, nghĩa là cả Âu Châu, cả Úc, cả Mỹ, cả Canada, thì những người Mỹ người ta cũng thấy như vậy, người ta cũng đu theo, người ta vô nước Việt, thì nước Việt không bao lâu
không đầy 3 năm trở thành cường quốc, đó là nhờ 6 triệu những nhân tài và có vốn, có chất xám ở hải ngoại, có học vấn rất là lẹ, không có gì khó hết. Nhưng mà làm sao để cho 6 triệu người đó về kìa mới là chuyện khó. Nghĩa là mình phải làm sao thì tự mỗi người ở bển phải đặt câu hỏi, mình phải làm sao, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Hay là Phật hay đọc comment nha quý vị, cũng hên nha.